chung ảnh về anh cũng làm dữ lắm mới chạy được tốc độ cỡ này nha các bạn. Chạy tốc độ mà nó đạt chứ không phải mà không đạt nha. Hiện tại chạy hàm 2,5 m á. Thì bữa hổm thì có gặp ảnh thì anh nói là còn chạy bánh 8 riêng nha. Nhưng mà không biết có lên nữa hay không thì chưa biết, nhưng mà tốc độ này quá rồi. Coi chạy kìa. Trời ơi, vô đây mà đua. Hại hồn. Chạy bánh 8 nhưng mà bữa hổm thì mình nghe nói là hình như là ảnh lên quali hay là lên cung gì đó. Tại có chạy chung với cây 100 lẻ, nhưng 100 lẻ chạy không kịp với cây này. Là chạy không có gọi trước đó các bạn. Thầy cha, nghẹn luôn. Nhưng mà mình quay cũng ít nghẹn lắm. Hôm nay thấy anh chạy nghẹn luôn. Rồi. Bị gãy lử chứ không phải nghẹn rồi. Kìa, lúa nó còn y thinh luôn. Thấy không? Tốt không? Sấy. Quá whip cực kỳ không? Quá giỏi chị ơi. Kìa. Yeah. Một người căng và một người đỡ. Quá giỏi. Đây, các bạn mọi người xem nha. Wow, đây các bạn, hàng web Yanma 850. Trời ơi, các bạn xem đi. Rồi sẽ thấy tốc độ. Ôi kìa. Hải hồn chưa. À ơi, đẩy không ngừng ngại luôn á. Ủa, hai anh em buộc liên tục luôn á. Nhưng mà các bạn nghe cái tiếng máy của anh em chạy. Trời ơi, nó tỉnh áo. Whip thiệt luôn cây này. Coi chạy kìa. Nãy hồn chưa. Rồi thì nói ngay mình cũng nói cho các bạn, cho mọi người xem và nghe để tham khảo cây Yanma 850. Cây này thì đời 2022 nha các bạn. Đó, cây này thì anh chủ máy anh mua mới hoàn toàn. Là dòng mà 2022 thì Yanma nó có ra là hai dòng mới. Cây này thì là dòng đời mới đó các bạn. Là hai dòng, là một dòng nó có bên sườn và một dòng nó không có bên sườn. Thì cây này là cây không có bên sườn nha các bạn. Còn cây dòng Yanma 850 cây có bên sườn thì không lên hàm được. Đó, nhưng anh chủ máy thì anh lấy cái cây này là không có lên bên, không có bên sườn, nhưng mà anh về để anh lên được cái hàm. Đó là hiện tại cây này là ảnh độ hàm là 2,5 m nha. Hiện tại đang chạy hàm lớn nha các bạn, chứ không phải là hàm riêng đó nha. Hàm riêng nó thì chỉ 2 m. Và lọt lòng thì 1,8 m đó các bạn. Dòng Yanma thì các bạn biết rồi. Cây nào cũng chỉ 2 m thôi. Anh chủ máy thì anh cũng đã từng qua bên Kubota. Anh mới qua cây Yanma này nha các bạn. Nhưng mà anh nói qua cây này nó giặt anh cũng tơi tả nha. Nó giặt cái tơi tả cái là tại vì mình anh xài Kubota quen, bây giờ qua Yanma nó hơi khó hơn là mình gặp lúa này lúa kia đó các bạn. Đó cho nên là anh khắc phục, bây giờ là máy anh chạy là hoàn toàn là phải nói là hoàn hảo đỉnh rồi đó. Tốc độ thì thôi các bạn coi bao phê. Nói chung anh về anh cũng làm dữ lắm mới chạy được tốc độ cỡ này nha các bạn. Chạy tốc độ mà nó đạt chứ không phải mà không đạt nha. Hiện tại chạy hàm 2,5 m á. Thì bữa hổm thì có gặp ảnh thì anh nói là còn chạy bánh 8 riêng nha. Nhưng mà không biết có lên nữa hay không thì chưa biết, nhưng mà tốc độ này quá rồi. Coi chạy kìa. Trời ơi, vô đây mà đua. Hại hồn. Chạy bánh 8 nhưng mà bữa hổm thì mình nghe nói là hình như là ảnh lên quali hay là lên tum gì đó. Trời ơi, nó bay trên chân không luôn. Ồ, chỗ nó lúng à. Nạp, nhưng mà các bạn nghe kỹ, cái tiếng máy của anh em nó không bựa. Phải nói luôn chứ không phải mà nó bựa như là. Coi chạy kìa. Giống ST thì các bạn biết rồi. Cây này thì ST24. Ừ.
Nói chung mình quay ở trong đây thì nó cũng hạn chế dữ lắm nha các bạn. Các bạn ở ngoài rồi các bạn sẽ thấy tốc độ nó chạy, phải nó đỉnh cao luôn. Thì đó giờ mình cũng mới gặp được cây giăng ma này là chạy tốc độ đỉnh luôn. Nói chung giăng ma thì cây này thì bữa hổm có nghe ảnh chia sẻ thì ảnh chạy chung với cây trăm lẻ là trăm lẻ chạy không kịp ảnh nha. Không kịp cái tốc độ mà với cái lượng công là cũng không lợi luôn nha. Cái đó là nói thật sự nha các bạn. Thì có một số anh em nào cây trăm lẻ mà có chạy chung với anh giăng ma này thì mình nói gì thì anh em có xem mà chắc biết à. Tại có chạy chung với cây trăm lẻ nhưng trăm lẻ chạy không kịp với cây này, là chạy không có gọi trước đó các bạn. Thầy cha nghẹn luôn. Dân ma mình quay cũng ít nghẹn lắm, hôm nay thấy anh chạy nghẹn luôn rồi, bị gãy lử chứ không phải nghẹn rồi. Kìa lúa nó còn y thinh luôn, thấy không? Bởi nhớ dân ma này chạy ít nghẹn lắm, cái bị này là bị gãy lử rồi, gãy lửa cắt nha các bạn. Cây lúa còn anh thinh luôn. À, tốc độ đỉnh lắm. Rồi. Vậy là không phải gãy lưới cắt mà như nó vụt cộng dây sên luôn hay gì rồi. Vậy là này coi chừng nó vụt cộng dây sên chuyển qua lử. Rồi. Đây, máy kéo cũng mãi đỉnh luôn. Chạy kìa. Ba tốt luôn. Máy cắt tốc độ thì máy kéo cũng phải tốc độ chứ. Tốt không? Sấy. Quá whip. Rồi vậy là chắc dục xích hay là vậy, thấy ảnh chui xuống ảnh gắn lại cho các bạn. Hiện tại ảnh đang chui xuống gắn. Nói chung cái này mình đang đứng ở trên cái bờ vuông nè, cho nên không có thể nào mình lội bển được nha. Phải không có cái vuông để mình là lội bển mình cho các bạn xem. Không biết bị cái gì, chắc có thể là bị dục sên. Dục cái cây sên, dục cái sên tổng xuống đó các bạn, để nó lội nguyên lội cắt. Sao rồi, sao rồi? Đứt sên hả? Ờ vậy là đứt dây sên. Tưởng đâu bị gãy lử chứ. Ờ vậy là đứt sên các bạn. Nó đứt cộng dây sên tổng trên xuống ha. Này nó bị ấy mắt thôi. Giờ mình làm mắt cái là xong rồi ha. Hôm nay có bình gì lên không mà thấy tốc độ quá trời luôn rồi. Hả? Ghê ta. Đúng rồi, mình làm nghề mà ha, phải tăng tiến mới được chứ. À, vậy thì ảnh đang gắn mắt xích lại các bạn, nó bị đứt xích. Chờ một xíu nữa ảnh xong rồi tiếp tục chạy nha. Trời ơi, đội dắt lúa ở đây có hai chị nữ giỏi dữ đi trời nè các bạn. Đó, đỡ dắt và bốc lúa căng luôn nè. Trời ơi, giỏi ghê đi trời. Đó, ghê cho các bạn. Hai chị nữ luôn. Quá đỉnh không. Một người thì căng, một người đỡ dắt. Quá quýp luôn. Đó giờ mới gặp luôn nha các bạn. Đó giờ mình đi quay nhiều nhưng mà toàn là đàn ông mình làm không nha. Nhưng hôm nay mình cũng mới gặp luôn. Đỡ và căng lúa. Hai chị nữ luôn. Quá giỏi thiệt. Ai làm được thì mình làm được thôi. Trời ơi. Cực kỳ không?
quá giỏi chị ơi. Kìa, một người căng và một người đỡ. Quá giỏi. Phải nói luôn nha, đầy bản lĩnh của hai chị gái. Một người căng, một người đỡ ha. Ở đó thì ngay chăng cái đường lộ đan nha các bạn, bởi cho nên xe nó chạy. Rồi, làm một tăng xong. Quá mập. Rồi, bây giờ xong thì tiếp tục anh nó chạy nha các bạn. Đã gắn xong rồi đó, nó bị đứt xích rồi. Ngon lành, tiếp tục hút thôi. Lưu quý bạn rồi, tiếp tục cái tăng coi. Yamaha 850 phước nãy cái đi như xe tăng nha kìa. Trời ơi trời ơi, mấy chỗ này nó hơi sập, hơi lúng đó nha các bạn, nó dẻo có lỗ gì đó. Quá quyết luôn nha, máy này chạy phải nói luôn. Rồi thì nó nghe nãy giờ mình cũng có tâm sự với anh chủ máy, thì anh mến anh nói là chiếc này là anh chạy bánh chính thật luôn đó nha, bánh chính và hạ quali các bạn, chứ không có lên tôm hết hồn thì cái chạy mà các bạn coi máy này, máy không bừa luôn ha. Hết thòn tốc độ. Đây mới thật là dân ma tốc độ nè. Nói chung 850 thì các bạn đã biết thì nó tốc độ đỉnh nào giờ. Dòng 850 thì nó là chùm của dòng dân ma. Nhưng mà tốc độ thì siêu nhanh rồi. Tốc độ gain của nó và tốc độ gain của 93 mình là 93 chạy không kịp nó nha các bạn. Đó thì được rồi, mình cũng có quay máy của em Hiếu. Thì tài xế em Hiếu cũng đó có nói là có chạy thử với nhau. Thì tốc độ 850 gain với tốc độ Yamaha với 93 gain đó là 93 gain tốc độ không kịp. Nhưng mà hàm nó thì nhỏ hơn. Hàm máy của em Hiếu thì nó chỉ có 2 mét thôi các bạn. Nhưng mà máy em Hiếu bây giờ cũng đã tự nói hàm lên 2 mét rưỡi rồi. Em Hiếu độ vô cái cánh quạt chỗ chỗ quạt gió luôn. Rồi còn mình có quay một lần nữa các bạn. Còn cây này của anh Mến thì là cây này thì đời mới 2022. Nhưng cây này anh lấy cái dòng không có bên sườn. Hiện tại cây này anh đang chạy hàm 2 mét rưỡi luôn. Nó đã tốc độ sẵn rồi. Nhưng mà này anh là hạ quali và chạy bánh chính đó. Vậy các bạn thấy tốc độ của anh chạy gấp mau, anh đẩy là đi phao phao. Cái đầu dưới đó hồi nãy nó bị lúng, bị dẻo. Tốc độ lẹ lắm luôn. Có giờ anh quay là chưa có gặp cây nào mà tốc độ cỡ này nha các bạn. Đó là thật sự mình thấy luôn á. Các bạn thấy ở ngoài nó chạy đi, các bạn thấy mấy ghê. Đẩy nó vào lắm vào. Chạy như ba tút. Không ngừng ngại luôn. Nói chung mình quay trong đây thì nó cũng hạn chế lắm các bạn. Ở ngoài mình xem á, mới đã. Ngọt lắm, ngọt luôn.
cũng đẩy nó bay. Sập bể lỗ, bạn thấy anh ngóc hàm lên ngóc hàm xuống không? Cái này mà đứng hoàn toàn anh đẩy rồi, cho bạn thấy. Thế mà ghiền luôn. Chữ thiệt. Nó xe chở nó cũng rất mau lẹ nha các bạn, tại vì nó lái qua lăng. Đẩy nó phóng mà mạnh ghê, mạnh các bạn. Còn đẩy có bay à, đi kìa, nó hơi lúng rồi đó nha các bạn, hơi lúng hơi sập nữa rồi, nó hơi dẻo quá. Quá ngọt luôn, nó chạy mà cái hơi nó nghe ngọt ngay các bạn. Nó vừa hơi như con tao mình nè. Hứng lúa à, hai anh em mình là buộc liên tục đó. Các bạn coi lúa rất ào ào liền tục luôn ha, xả là đầy, xả là đầy, tại hàm nó 2,5 m mà. Hiện tại anh đang chạy hàm 2,5 m nha bạn, nó mà tạm 2,5 m mà chạy tốc độ này thì đúng rồi, 100 mình chạy không ăn nó rồi, chạy không kịp đâu, tại vì hàm 100 thì nó chỉ 2,7 m các bạn, nhưng mà tốc độ thì chậm hơn. Hôm nay thì tốc độ mỏng phượt cũng mau, cũng phao ghê, dẻo rồi kìa. Quá dẻo. Lắc lư rồi. Chào anh luôn à. Các bạn thấy chạy liệt lù chạy máy không bừa, phải nói chung là nó sập bể lỗ đủ chỗ đó, chứ nếu mà đứng vào một cái thì thôi à. Anh đẩy cho các bạn thấy
đã con mắt luôn. Chèo 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 thôi, hết hồn rồi, đúng là cái này nó chạy đỉnh luôn. Đúng là nó dậy ngọt ngay ha, hết hồn chạy được. Nhấp lên nhấp xuống liên tục đó nha các bạn, tại vì lúa nó hơi sập á. Kìa, nó dẻo nữa đó. Bữa nay mà cô cắn rồi cái bắt đầu mà lúa mà đứng ngon lành rồi cái anh chạy tha hồ mà quay luôn, tha hồ mà xem. Rồi tiếp tục. Máy kéo ra. Bấm. Đây kìa. Quét chưa? Hết không chạy.